Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của mình ha. Thì hôm nay mình xin review một sản phẩm mình mua được ở trên Shopee ha. Thì ở đây là cái hộp của sản phẩm mình mua này. Còn mình mua một lúc là nguyên một cái thùng lớn, cho nên mình không có thể bọc nguyên cả cái thùng ra review một sản phẩm này được. Và mình sẽ để dành các sản phẩm đó ở các video sau ha. Thì đầu tiên mình xin giới thiệu cho review một cái sản phẩm mà mình mua ở trên Shopee, đó là chiếc đồng hồ Watch Smart T500 ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào review cái sản phẩm này ha. Thì ở đây các bạn nhìn sơ qua cái gói hộp, thì đi qua một cái lượt vận chuyển á thì nó bị biến dạng do bên vận chuyển ha, chứ không phải là do mình ha. Hơi ngắn ngắn xíu này à. Thì ở giao diện phía trên mặt á thì có một cái đồng hồ đó, in một cái đồng hồ dập nổi nha các bạn. Đây này, đây nó dập nổi nha các bạn. Và đây cái tên đồng hồ cũng dập nổi này. Ở chỗ đây là cái màu này là màu đen nha các bạn, là cái màu đen, chấm chấm đen đây là hiển thị là được cái màu, là trong đây là cái màu đen của đồng hồ. À, ví dụ màu hồng thì nó sẽ chấm hồng, màu đỏ nó sẽ chấm đỏ ha. Thì mình sẽ bóc hộp nó ra bằng cách các bạn để ý cái lỗ này, cái lỗ này. À, các bạn lấy tay này, các bạn ấn vào. Đây, nhân vật chính đây rồi. Thì đầu tiên thì phụ kiện đồng hồ đi kèm là một cái dây ngắn và một cái dây dài ha. Đó, hai cái này này, một cái dây ngắn, một cái dây dài này. Dây này bằng dẻo ấy nha, cao su nha các bạn. Đó, dẻo này, kéo hết cỡ luôn á. Và nhân vật chính của chúng ta đây, đồng hồ. Dưới đây nó sẽ dán một lớp ni lông nha các bạn, và ở trên đây nó sẽ dán một miếng màn hình, miếng dán màn hình. Các bạn bóc cái lớp này ra đây. Đây các bạn, này do cái keo á, mình sẽ chùi qua, sơ qua chút xíu. Rồi đây, và bóc cái lớp sau ra. Có gắn quai ha, có cái kim loại sắt, miếng sắt to mà bằng với keo cao su này. Các bạn để vô trong tay của mình ha. Đây, và đồng hồ gắn như thế này. Đó, các bạn đút cái quai này từ bên này qua bên kia. Đó, các bạn kéo qua ha. Cái này cũng vậy, các bạn thấy cái đường lằn lún xuống phía dưới không? Đường lằn lún này thì tương đương là ấp vào trong ha các bạn. Và cái đường nổi này nó sẽ ấp ra phía ngoài. Đây, và ở phía dưới cái này ha. Thì các bạn đeo trên hay đeo dưới cũng được, nhưng mà ở mình, theo mình thì đeo phía dưới ha. Đó, cũng đút vào và đẩy qua. Đó, cái này mình cũng thôi, mình cũng vặn luôn đi. Đây thì ở đây nó đã hết pin rồi, thì mình cái này thì không có vấn đề gì cả, tại vì lúc mà lấy ở trong kho ra và thì cái này các bạn về các bạn cắm sạc lại rồi, mình đã gắn đồng hồ vào rồi này. Và các bạn bấm nguồn ấy, thì các bạn bấm như này ha, bấm nút này vào này, nó sẽ bật nguồn lên. Thôi, mình sẽ đi qua cái phụ kiện của nó đi kèm như thế nào ha. Thì ở đây nó sẽ đi kèm cho mình là một sách hướng dẫn sử dụng và một cái đốc sạc. Đây, các bạn thấy cái hai cái miếng đồng không? Đây, các bạn để hai miếng đồng này tiếp xúc với hai cái chân này nha. À, các bạn để lên này, ở đây mình sẽ tháo ra luôn này. Đó, các bạn in lên. Thực ra nó có 500 trong đây rồi, nó sẽ tự hút hả các bạn. Và ở đây mình không có gần nguồn điện, cho nên mình sẽ lấy một cái cục sạc dự phòng, mình sẽ cắm vào ha. Đây, nó đã kết nối nạp điện rồi các bạn. Cái đồng hồ này thì các bạn thấy đấy, xung quanh đây này đều là kim loại hết, kim loại hết nhé các bạn. Đó, kim loại hết chứ không phải là bằng nhựa đâu nhé các bạn, cầm rất là nặng tay luôn.
Các bạn không tin các bạn mua thử về coi. Các bạn cầm trên tay, nó là bàn tay. Tại vì xung quanh đây là đều là kim loại. Và nó bên này là đo nhịp tim này. Này các bạn, bên này là đo nhịp tim này. Và bấm vào thì nhịp các bạn có một cái nút giữa này. Đó, nút giữa giống như hoa sen này. Thì bấm vào thì lên giao diện như thế này này. Đó. Có quay số này, có danh bà này, có Twitter này, đó, Bluetooth này và Facebook. Là bên này là phần chạy đấy, thấy không? Rồi thì ở đây mình sẽ cài đặt ha. Ở đây nó có cái phần cài đặt này, tin nhắn này. Và mình sẽ vào phần cài đặt, mình sẽ cho các bạn xem là trong đây có những gì ha. Đây cài đặt thì có cài đặt Bluetooth, Ryzen LCD on, đồng hồ này, âm thanh, âm lượng âm thanh thì các bạn có thể chỉnh kích chuông. Đây, chuông rung và chuông này. Gọi đếm này, chuông máy. Chuông hai có những gì? Chuông 1 này. Có 5 loại chuông nhớ anh, nhưng mà mình sẽ thích nhất là chuông 1. Chuông 1 rất là hiện đại ha. Đó. Và âm thông báo này. Chuông âm thông báo á, thì nó sẽ cũng có 5 loại chuông nha các bạn, 5 loại chuông để cho các bạn tùy chỉnh. Và các bạn thích chuông nào thì các bạn chọn. Ở đây âm lượng thì ví dụ các bạn mới mua về á, thì mình lưu ý các bạn một điều như thế này: mới mua về các bạn hãy chọn vào cái phần âm lượng này đó, và các bạn bấm cộng lên cho mình nha, để có thể nghe được to ha. Đó, chuông của điện thoại gọi tới nè. Rồi. Chuyện to quá thì nó sẽ tốn pin hơn của mình thôi. Nhưng mà ở đây mình sẽ thích là chỉnh to lên để mình đi đường mình sẽ nghe ha. Không thông báo thì để chế độ 4 được rồi. Tại nó sẽ ồn, rất là nhiều thông báo gửi tới cho mình một ngày. Nó sẽ ồn lắm. Mình sẽ đi vào phần cài đặt tiếp ha. Đây hiển thị kiểu style màn hình này. Đây ở đây nè, mình sẽ chọn style 3 thì nó sẽ ra cái phần danh sách list này. Thì các bạn thích chọn cái phần mềm, phần giao diện nào á thì các bạn hãy chọn vào phần giao diện phần mềm đó. Tại vì sẽ có người thích giao diện này, thích giao diện kia thì mình không có thể nói hết cho các bạn được. Thì các bạn mua về các bạn có thể tận dụng bằng mọi cách để cho thuận tiện hơn cho mình trong khi sử dụng ha. Và rồi tới cái phần các bạn chờ mình xíu để cho nó đầy pin và mình sẽ quay cho các bạn cách kết nối, cách làm lấy mã QR ở đâu để có thể kết nối được cái đồng hồ này ha. Ok, trước khi các bạn kết nối đồng hồ qua tới điện thoại thì các bạn hãy quét mã QR cho mình ha, mở sẽ hướng dẫn ra này. Đó. Và các bạn hãy quét cho mình cái mã QR nhỏ này nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối từ điện thoại qua đồng hồ ha. Thì ở đây á thì các bạn hãy bấm vào cái phần giữa của mình nè, đó, giao diện, và các bạn hãy tới cái phần mà có cái chữ App Store này, App Download này, đó, nó giống như phần App Store của iPhone á. Các bạn ấn vào nó sẽ hiện ra cho bạn một cái mã QR, thì các bạn hãy đưa cái điện thoại đó
quét vào mã QR này để có thể tải ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nghe nói luôn ha. Thì nhân tiện video này mình review luôn, thì mình sẽ chỉ các bạn cách kết nối với đồng hồ, với điện thoại. Rồi ok, thì bước đầu tiên thì các bạn hãy bấm cái màn hình cái đồng hồ lên á, App Store trên đồng hồ nha các bạn, chứ không phải là App Store trên điện thoại đâu. Đây này, cái biểu tượng gần giống App Store này. Đây, các bạn bấm vào, các bạn quét cho mình cái mã QR nha. Trên iPhone thì chắc chắn nó sẽ tự động quét mã bằng cái camera của mình luôn, nhưng ở chỗ mình đây thì xài Android, cái loại Apple thì nó sẽ không có cái phần tự động nhận diện mã QR, mà các bạn phải cài đặt từ Zalo hoặc là cài đặt một cái phần mềm ở trên cửa hàng về để có thể quét được mã và nhận mã QR này đó. Thì sau khi các bạn đã cài xong rồi, cài phần mềm đó xong rồi, thì các bạn bấm vào phần cài đặt cho mình, bấm sang cài đặt Bluetooth này, các bạn bấm ví dụ đang tắt thì đó, các bạn bấm bật hết cho mình ha, bật cả hai dòng luôn nha đó. Rồi ok, thì tới cái bước sau thì các bạn hãy về cái đồng hồ, về cái phần kết nối Bluetooth này. Đấy, nó sẽ hiện ra cái thiết bị của mình, và trên thiết bị của mình luôn luôn bật Bluetooth nha, trên cái điện thoại của mình sẽ bật Bluetooth trước nha. Đó, mới có thể bật kết nối được cái phần từ cái điện thoại sang cái đồng hồ nha. Thì bây giờ mình sẽ kết nối điện thoại. Đây, bấm ok, nó đã kết nối rồi. Rồi nó đã kết nối. Thì ở trên đây nó có mình, sau khi mình tải về cái phần mềm, sau khi quét mã QR và tải được cái phần mềm này về, đó là tên HiWatt, thì nó đã tự động kết nối mình nè, đó thấy không? Lúc mà giao diện chính mà nó hiện lên là như thế này, các bạn bấm sang phía này để coi các bạn đã kết nối được cái đồng hồ chưa đó. Rồi các bạn test thử, các bạn bấm tìm kiếm thiết bị này, nếu mà đồng hồ kêu là ok. Và cái tìm kiếm thiết bị này cũng chính là cái định vị cái đồng hồ của mình, nó đang nằm ở đâu đó. Và bên trái tim này thì nó sẽ có cái phần đo nhịp tim ha. Rồi, bấm vào, bắt đầu đo này, 74 thời gian trên phút là nhịp tim 74 ha. Các bạn thấy cho mình, trên đây là nó sẽ tự động đồng bộ cả thời gian, cả danh bạ điện thoại luôn ha. Này, kết nối này, tin nhắn này, nó sẽ đồng bộ với cái phần danh bạ điện thoại luôn, có tin nhắn của bên Microsoft luôn này. Đó. Thấy không? Nó sẽ đồng bộ hết cho các bạn luôn. Và danh bạ nó là nó cũng đồng bộ hết về đây cho mình, là khi nào mình thao tác mình gọi đi á, thì nó sẽ gọi bằng cái Apple Watch này luôn. Thì tới nhật ký cuộc gọi, lịch sử cuộc gọi đây đó. Còn mấy cái phần này thì mấy phần mềm thông thường thôi. Tìm kiếm thiết bị của tôi là tìm kiếm cái điện thoại của mình ha. Đây các bạn, ok, mình đây này, tìm kiếm thiết đâu, tìm kiếm thiết bị của tôi bắt đầu này. Đó, trên máy của mình bắt đầu kêu rồi đó. Ok, thì đó là tất cả các chức năng, còn nhiều chức năng khác nữa. Ví dụ như mình sẽ tắt đi và mình sẽ chụp ảnh tự do nha.
Đây các bạn ha, nó đang chụp hình từ xa này, do cái độ phân giải màn hình mình nó lớn quá cho nên nó xử lý sẽ không kịp ha. Đang chụp rồi. Rồi, muốn thoát ra thì thoát ra thôi. Rồi, ok. Video review sản phẩm trải nghiệm của mình sẽ tổng kết lại những ý kiến như sau ha. Thì đầu tiên, cái chất liệu mà làm lên một cái đồng hồ này, gương trong này, nó là bằng kim loại ha. Nút này để bấm vào ha, còn cái phần mà xoay xoay này là để trang trí thôi ha. Và nó có một mic này, một loa này đó. Phía dưới này sẽ có chế độ đo nhịp tim và cảm biến. Phía bên này là sẽ có hai chân để nạp nè, và dây này là bằng dây cao su, rất là dẻo, rất là mềm và rất là bền luôn nha. Mình chỉ thích mấy dây cao su dẻo thôi đó. Mấy dây cao su mà cứng quá thì mình sẽ không thích nhiều lắm. Thôi, video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn có thắc mắc gì hãy giữ comment phía dưới video của mình ha, hoặc là có ý kiến gì đóng góp xuống phía dưới phần bình luận và để lại cho mình sẽ sửa sau ha. Các bạn đừng quên nhớ cho mình một like và một subscribe để kênh mình phát triển hơn ha, để có thể quay được nhiều video hơn cho các bạn xem ha. Thôi, chào tạm biệt, bye bye.